Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 4 năm 2020, có những nội dung chính sau đây. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, Công an tỉnh Tuyên Quang đã và đang triển khai quyết liệt mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Công ty Điện lực Tuyên Quang đang tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo cung cấp điện ổn định an toàn liên tục phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Nông nghiệp Tuyên Quang đang chịu tác động đáng kể do diễn biến của dịch COVID-19. Trong phần tin quốc tế, Mỹ đứng đầu thế giới về số ca tử vong và nhiễm COVID-19. Nữ hoàng Anh Elizabeth II gửi lời chúc lễ phục sinh tới người dân khi nước Anh trong tâm dịch COVID-19. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, Công an tỉnh Tuyên Quang đã và đang triển khai quyết liệt mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch với yêu cầu nhiệm vụ cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự, tham mưu đắc lực kịp thời cho cấp ủy chính quyền, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng công an đã chú trọng công tác nắm tình hình, xây dựng các phương án tình huống, sẵn sàng lực lượng phương tiện giải quyết các tình huống phức tạp nảy sinh, không để bị động bất ngờ. Cảnh sát khu vực, công an xã trực tiếp đến từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn dân cư. Chú trọng công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, rà soát lên danh sách những người nước ngoài đến địa phương và những công dân Việt Nam từ nước ngoài và các vùng có dịch về địa phương. Phối hợp với các lực lượng chức năng thành lập 5 chốt kiểm tra người và phương tiện trên các cửa ngõ ra vào tỉnh để phòng chống dịch bệnh. Kiểm tra nhắc nhở các hộ kinh doanh dịch vụ chấp hành nghiêm việc tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết để phòng chống dịch bệnh. Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện, thành phố chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền thành lập các tổ công tác liên ngành để phối hợp kiểm soát, tuyên truyền nhắc nhở, vận động người dân chấp hành chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, chống người thi hành công vụ, rồi là hành vi đưa thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội. Các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, công an các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các lực lượng phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch COVID-19 để nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường tuần tra 24/24 giờ tại các địa bàn, các tuyến giao thông, phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân không chấp hành các quy định của chính phủ về thực hiện cách ly toàn xã hội. Lực lượng công an huy động tối đa lực lượng nhắc nhở và xử lý hàng trăm trường hợp tập trung quá 2 người tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, khu vực Hồ Tân Quang, thành phố Tuyên Quang và nơi công cộng tại trung tâm các huyện. Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Công an các huyện, thành phố tổ chức lực lượng theo tuyến, lĩnh vực và địa bàn trọng điểm, phòng chống tội phạm lợi dụng thời gian cách ly toàn xã hội để gây án, đặc biệt là tội phạm cướp, trộm cắp tài sản, lừa đảo, đánh bạc, ma túy. Bên cạnh đó, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu vực cách ly tập trung, không để mất an ninh trật tự hay tình trạng gây rối, bỏ trốn khỏi khu cách ly. Thì lực lượng công an phường đã phát huy cái vai trò nòng cốt, tiên phong, đi đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID, đã nỗ lực từng ngày, từng giờ bám sát địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh tại cơ sở, thực hiện tốt cái công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu, thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình số người đi từ vùng có dịch về địa phương để phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện cách ly và quản lý theo quy định. Lực lượng công an đoàn thể là nhất là cái nòng cốt của công an phường bây giờ vẫn là tích cực coi đến cơ sở rồi truyền đạt, rồi nắm bắt những cái tình hình diễn biến của bà con các nơi về. Tôi thấy là đến bây giờ thì để lại cái ấn tượng rất tốt và cái kết quả phòng dịch trên địa bàn chúng tôi ở thì tôi thấy là rất đảm bảo. Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy, ngoài sự chủ động quyết liệt của các cấp các ngành và lực lượng công an, mọi người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tự phòng bệnh cho bản thân, gia đình, tích cực phát hiện, đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19, Công ty Điện lực Tuyên Quang đang tập trung thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn liên tục, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Phân công cán bộ trực 24/24 giờ tại bộ phận vận hành lưới điện và bộ phận sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra,
là những phương án cụ thể được Điện lực thành phố Tuyên Quang thực hiện, vừa đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch và sức khỏe của cán bộ công nhân viên, đồng thời đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Trong công tác và vận hành hệ thống điện, thì Điện lực thành phố Tuyên Quang chúng tôi đã thực hiện nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn do dịch bệnh, đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, liên tục và chủ động phòng chống dịch, ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, sẵn sàng các giải pháp đảm bảo cung cấp điện. Hiện nay, công ty Điện lực Tuyên Quang đang đảm bảo cung cấp điện cho trên 245.000 khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh. Trong những ngày dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công ty đã bố trí một bộ phận cán bộ làm việc từ xa nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành công việc được giao. Đối với cán bộ nhân viên làm việc trực tiếp, tăng cường kiểm tra các trạm biến áp, tuyến đường dây không để xảy ra tình trạng vi phạm hành lang gây sự cố lưới điện. Các đơn vị cũng tăng cường nhân lực, vật lực để đảm bảo việc vận hành lưới điện ổn định, nhất là các khu vực trọng yếu tập trung đông dân cư. Đặc biệt, trước những thông tin về sự thay đổi của giá điện trong những ngày dịch COVID-19, Điện lực các huyện, thành phố đã tuyên truyền kịp thời để người dân hiểu đúng, không hoang mang. Được chính phủ đã có quyết định là giảm về cái giá điện cho người dân về trong cái việc phòng chống COVID. Thì hiện nay thì cũng đối với người dân thì cũng đã gặp khó khăn. Cho nên là về chúng tôi thì cũng mong muốn là chính phủ cũng như nhà nước cũng quan tâm đến nhân dân, thì trong cái điều kiện mà hiện nay tình hình cái dịch bệnh COVID này rất là phức tạp. Vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chủ động tích cực xây dựng, đề xuất một số phương án giảm giá điện, hỗ trợ khách hàng bị tác động bởi dịch COVID-19 để báo cáo chính phủ. Trong khi chờ các cơ quan chức năng quyết định phương án giảm giá điện cụ thể, thì giá điện, giá bán điện cho khách hàng được thực hiện theo biểu mẫu giá hiện hành. Khi có quyết định chính thức của các cơ quan chức năng thì chúng tôi sẽ triển khai ngay thực hiện việc giảm giá điện theo quy định để đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho khách hàng, nhằm góp phần chung tay hỗ trợ khách hàng bị tác động bởi dịch COVID-19. Đồng hành cùng với khách hàng trong việc phòng chống dịch và đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân là những biện pháp thiết thực được công ty Điện lực Tuyên Quang thực hiện, qua đó góp phần cùng với toàn ngành và cả nước trong cuộc chiến đẩy lùi dịch COVID-19. Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc trực tuyến của người dân, nhưng phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ công nhân viên khi làm việc là nhiệm vụ kép đã và đang được VNPT Tuyên Quang triển khai thực hiện trong thời điểm này, góp phần phòng chống dịch COVID-19. Giữ khoảng cách an toàn khi làm việc, hướng dẫn giải quyết công việc trực tuyến là cách làm việc của các cán bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin VNPT Tuyên Quang trong thời điểm dịch COVID-19. Với nhiệm vụ cung cấp triển khai các giải pháp công nghệ thông tin, hệ thống quản lý văn bản và điều hành cho các cơ quan đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục, hội nghị trực tuyến, nên công việc của mỗi cán bộ tại đây có phần bận rộn hơn. Trung tâm Công nghệ Thông tin là đơn vị mà triển khai các cái giải pháp về công nghệ thông tin phục vụ cái việc chỉ đạo của các cấp chính quyền, thì đơn vị cũng đã chủ động tích cực trong cái việc là thứ nhất là chuẩn bị cái nguồn lực về con người cũng như là các cái vật tư dự phòng để đảm bảo cho các cái hệ thống như là hệ thống quản lý văn bản điều hành, hệ thống họp trực tuyến, hệ thống cổng dịch vụ công và một cửa điện tử hoạt động ổn định, đảm bảo để phục vụ cho các cấp chính quyền là có thể bố trí cán bộ công chức viên chức làm việc từ xa. Trong thời gian cách ly xã hội phòng chống dịch COVID-19, VNPT Tuyên Quang đã quán triệt tới cán bộ công nhân viên thực hiện nghiêm chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các khuyến cáo của Bộ Y tế. Tại các bộ phận không trực tiếp sản xuất kinh doanh, chỉ bố trí 50% cán bộ làm việc, hạn chế tập trung đông người, khuyến khích làm trực tuyến. Để đảm bảo thông tin liên lạc, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng, VNPT Tuyên Quang cũng đã xây dựng kế hoạch đảm bảo hoạt động của các trạm phát sóng, tăng cường giám sát chặt chẽ mạng lưới, xử lý nhanh các sự cố, có phương án dự phòng trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp. Cán bộ công nhân viên đi làm thì được đo thân nhiệt cũng như là trang bị khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn. Đối với lại cán bộ khối làm việc gián tiếp thì sẽ bố trí làm việc 50% tại cơ quan và 50% làm việc tại nhà. Đối với lại các bộ phận sản xuất trực tiếp đài trạm thì thường trực xử lý
và lắp đặt dịch vụ 100% quân số để phục vụ đảm bảo thông tin là tốt nhất cho các cơ quan nhà nước cũng như doanh nghiệp trong cái mùa dịch này. Hiện VNPT Tuyên Quang cũng đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch như cung cấp mạng Wi-Fi tại các khu vực cách ly, khuyến mại miễn phí data 3G, 4G cho các cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu, qua đó góp phần phòng chống dịch COVID-19. Tính đến 16 giờ hôm nay 12 tháng 4, Tuyên Quang có thêm 3 ca có yếu tố dịch tễ được lấy mẫu xét nghiệm, nâng tổng số trường hợp nghi mắc COVID-19 trên địa bàn lên 512, trong đó 503 trường hợp đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, 6 trường hợp không đủ yếu tố dịch tễ để làm xét nghiệm, 3 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm. Tổng số trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi tại cơ sở cách ly tập trung, tại nhà, nơi lưu trú là 1.434 trường hợp, trong đó 84 người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, 24 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 1.326 trường hợp đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Tất cả các trường hợp không sốt, sức khỏe bình thường. Những trường hợp này đều được cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn các biện pháp phòng dịch theo quy định. Hiện nay, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục rà soát, đồng thời thông báo cho người dân đi từ vùng dịch về, khai báo y tế để được tư vấn cách ly theo dõi theo quy định. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Nông nghiệp Tuyên Quang đang chịu tác động đáng kể do diễn biến của dịch COVID-19. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tuyên Quang đã và đang triển khai các giải pháp để tăng nguồn cung thịt lợn, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Việc tái đàn phải đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Chỉ những cơ sở như vậy thì mới thực hiện được tái đàn. Nông nghiệp Tuyên Quang đang chịu tác động đáng kể do diễn biến của dịch COVID-19. Chuỗi liên kết trong chăn nuôi trâu bò vỗ béo của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Tiến Thành là một trong những đơn vị đang bị ảnh hưởng không nhỏ từ khi dịch bệnh bùng phát. Gia đình anh Phú đã nuôi gần chục lứa trâu bò vỗ béo liên kết với Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Tiến Thành. Nhưng lứa trâu này đã quá thời gian xuất chuồng được một tháng vẫn chưa bán được. Nguyên nhân là do dịch bệnh. Hoạt động xuất bán theo đường tiểu ngạch của hợp tác xã đang bị dừng lại. Không chỉ riêng đàn gia súc của gia đình anh Phú mà của các hộ liên kết với hợp tác xã đều phải để lại chăm sóc. Dịch thì nó quá ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình vì là lượng trâu đáng nhẽ xuất đi rồi nhưng mà đến bây giờ gia đình cũng không thể xuất đi được. Thì lượng cám với lượng cỏ bắt buộc phải ăn tăng lên để cầm cự và giữ béo thôi. Tại Tuyên Quang, hiện có hơn 20 hợp tác xã, tổ hợp tác nằm trong chuỗi liên kết với Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Tiến Thành. Từ đầu năm đến nay, số gia súc tồn đọng lên đến hơn 1.000 con. Hiện hợp tác xã đang tìm các thị trường nội địa để khai thác, chờ khi dịch bệnh ổn định sẽ tháo gỡ cho bà con. Giải pháp được hợp tác xã này đưa ra là thực hiện chế biến cấp đông, chờ dịch bệnh ổn định thì đưa ra thị trường. Song chi phí kho bãi, bảo quản, nhân công cũng đang là bài toán khó mà hợp tác xã phải tính toán. Đàn gia súc chúng tôi phải tiêu thụ là nó rất là lớn, cho nên việc không tiêu thụ được thì nó cũng ảnh hưởng đến việc là nguồn vốn ứ động. Cái thứ hai nữa đẩy cái chi phí phát sinh trong quá trình như hàng năm là cứ đến lứa trâu bò mà xuất thì chúng tôi xuất trực tiếp được, nhưng nay không xuất được lại phải qua chế biến, liên quan đến đầu tư hệ thống kho bãi, đấy, rồi bảo quản thực phẩm, rồi cấp đông, cho nên là nó sẽ đẩy chi phí lên rất là lớn. Mà ước tính cái thiệt hại của doanh nghiệp là từ đầu năm đến nay đã thiệt hại vào khoảng 15 tỷ đồng. Cũng rất mong muốn các cái tổ chức, nhất là tổ chức tín dụng làm sao cũng nhìn nhận để đánh giá cái mức độ thiệt hại của doanh nghiệp, tháo gỡ cho doanh nghiệp chúng tôi để vấn đề này ổn định sản xuất. Để đảm bảo cân đối cung cầu về thịt lợn trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã và đang triển khai các giải pháp gì để tăng nguồn cung, đáp ứng nhu cầu của thị trường? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Công, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về vấn đề này. Vâng, trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 thì một số doanh nghiệp lớn thì đã giảm giá thịt lợn về mức 70.000 đồng kg. Thế nhưng hiện nay thực tế tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang thì một số nơi là giá thịt lợn vẫn ở mức cao. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái hiện trạng này? Chính phủ đã có sự chỉ đạo rất quyết liệt để giảm cái giá thịt lợn hơi xuống dưới 70.000 bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Và trên cái tinh thần đó thì Ủy ban tỉnh đã có rất là nhiều chỉ đạo để làm sao bình ổn được giá thịt hơi trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, cái giá thịt lợn hơi trên thị trường tiêu thụ vẫn chưa giảm được nhiều. Thì có mấy nguyên nhân cơ bản sau đây. Thứ nhất ý, là
năm 2019 và đầu 2020 thì dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh, phát triển, gây ảnh hưởng rất là lớn đến cái ngành chăn nuôi lợn. Hiện nay thì dịch tả lợn châu Phi cơ bản đã được khống chế, nhưng nhìn chung là cái việc mà chăn nuôi trở lại là còn rất là hạn chế. Thứ hai là có thể nói là trong cái việc phát triển chăn nuôi lợn trở lại, đó là tái đàn, thì phải đảm bảo rất là quan trọng cái việc an toàn sinh học. Các cơ sở đó phải đảm bảo một cách triệt để thì mới có thể tái đàn được. Vì vậy cho nên là cái việc tái đàn cũng phải dè dặt từ từ. Tái đàn trở lại ở các doanh nghiệp lớn ấy, thì hiện nay thì như trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cũng chưa đến cái kỳ để người ta xuất chuồng. Cho nên ấy, là trong cái thời gian một thời gian ngắn thì còn thiếu cái việc mà thịt lợn hơi cung ra ngoài thị trường còn thiếu. Vâng, vậy thì ông có đánh giá như thế nào về cái tốc độ tái đàn lợn trên địa bàn tỉnh ta trong thời gian qua? Dịch tả lợn châu Phi thì đã cơ bản được khống chế, thì hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh thì đang triển khai cái việc tái đàn trở lại. Tuy nhiên thì cái việc tái đàn thì cũng phải đảm bảo một cách triệt để an toàn. Đó là chỉ những cơ sở nào đảm bảo được an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh thì mới tái đàn. Chứ còn cái việc chăn nuôi nhỏ lẻ phải giảm thiểu thì mới bảo vệ được cái việc phát triển chăn nuôi lợn. Thế đồng thời những cơ sở đủ điều kiện thì tái đàn. Còn cơ sở nào không đủ điều kiện thì chuyển sang tính toán để chăn nuôi những cái loài gia súc khác. Vâng, vậy thì ông có khuyến cáo gì với các hộ chăn nuôi trong thời điểm này? Đơn vị hiện nay đang có cái hướng dẫn và khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện cái việc tái đàn lợn như sau. Thứ nhất ý, là việc tái đàn phải đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Chỉ những cơ sở như vậy thì mới thực hiện được tái đàn. Cái thứ hai là cái việc tái đàn con giống phải làm chặt chẽ cái việc kiểm soát. Chỉ có con giống nào khỏe mạnh và đáp ứng đầy đủ các điều kiện được kiểm soát và không có mầm bệnh thì mới đưa vào chăn nuôi. Cái việc thứ ba là trong cái việc tái đàn ấy, phải đảm bảo triệt để cái việc vệ sinh phòng bệnh, đặc biệt là vấn đề phòng bệnh chủ động, để làm sao cái việc chăn nuôi thì phải đảm bảo là khỏe mạnh và không có dịch bệnh. Cái việc nữa là thực hiện tốt cái công tác vệ sinh khử trùng tiêu độc cái môi trường chăn nuôi để thực hiện những cái nội dung liên quan đến diệt trừ mầm bệnh. Một cái việc quan trọng nữa đó là trong quá trình chăn nuôi thì người chăn nuôi phải chấp hành một cách nghiêm ngặt cái công tác vệ sinh phòng bệnh, đặc biệt là công tác tiêm phòng, tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm của mình để đảm bảo cho cái việc mà sinh trưởng phát triển mà có kết quả tốt. Một lần nữa xin được cảm ơn ông ạ. Với ưu thế không phải đầu tư lớn, dễ trồng, không tốn công chăm sóc, cây ít bị sâu bệnh, nhiều hộ nông dân ở xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang đã lựa chọn cây mía tím để mở rộng diện tích sản xuất và ngày càng khẳng định về hiệu quả kinh tế. Gần 20 năm nay, gia đình ông Hoàng Văn Sĩ, thôn 2, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang luôn duy trì trồng 2 hectare mía tím và đây cũng là cây trồng mang lại nguồn thu nhập chính của gia đình ông. Trong quá trình trồng chăm sóc, gia đình luôn thực hiện tốt các biện pháp khoa học kỹ thuật từ khâu chọn giống làm đất, xử lý mầm bệnh, chăm sóc theo hướng hữu cơ. Vì vậy, sản phẩm của gia đình ông luôn đạt chất lượng, có thị trường tiêu thụ ổn định. Nếu còn về cái vấn đề cái hiệu quả của cây mía thì nói chung là so với mọi cây thì nó vẫn là đạt kết quả là vẫn là hơn là những cây dòng khác. Dòng đến đâu thì là tiêu thụ đến đấy. Cây mía tím được trồng và phát triển nhiều năm nay ở xã Lưỡng Vượng, nhưng tập trung nhiều nhất là ở thôn 2 với diện tích trên 17 ha. Để nâng cao năng suất chất lượng và giá trị gia tăng trong sản xuất, xã đã tăng cường tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân về biện pháp chọn giống, thâm canh, phòng trừ sâu bệnh, sản xuất theo hướng an toàn, xây dựng thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo tiêu chí cánh đồng lớn. Xã Lưỡng Vượng giao cho cán bộ chuyên môn chúng tôi thường xuyên xuống các hộ hướng dẫn bà con về trồng cây mía tím, khuyến khích bà con tăng cái diện tích để đem lại nguồn thu nhập tốt nhất cho bà con nhân dân. Hiện nay, xã Lưỡng Vượng cũng đã có định hướng tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất cây mía tím, nghiên cứu giống quy trình sản xuất để tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng, giá thành hợp lý, thị trường tiêu thụ ổn định nhằm giúp nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình. Như thường lệ vào tối chủ nhật hàng tuần, xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những thông tin nổi bật diễn ra trong tuần qua.
Sáng ngày 10 tháng 4, Chính phủ hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ ngành địa phương về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự xã hội trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tiếp tục chung sức đồng lòng, đồng tâm hiệp lực để đẩy lùi dịch bệnh. Trên tinh thần biến nguy cơ thành thời cơ, Thủ tướng yêu cầu phải tập trung sức lực hơn nữa, tháo gỡ chấm dứt tình trạng trì trệ, chậm chế như diễn ra vừa qua ở một số địa phương, một số ngành. Để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, Thủ tướng đề nghị phải đổi mới cách làm, đặc biệt là tìm thị trường mới. Cùng với xuất khẩu thì cũng cần chú trọng thị trường trong nước, chống đầu cơ tăng giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Truyền thông phải đổi mới tạo nên động lực mới, khí thế mới, góp phần đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội. Sáng ngày 7 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thế Giang, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng vụ đông xuân các tỉnh thành phố phía Bắc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Tại hội nghị, Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành nông nghiệp và các địa phương tập trung các biện pháp phòng chống sinh vật gây hại trên cây trồng, đặc biệt là bảo vệ diện tích lúa đông xuân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, làm tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời, phù hợp với tình hình từng địa phương. Chuẩn bị tốt các điều kiện vật tư nông nghiệp đảm bảo cho công tác phòng chống sâu bệnh hại, bảo vệ cây trồng. Mục tiêu quan trọng nhất là đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu nông sản. Trong tuần qua, thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, các cơ quan đơn vị địa phương và hầu hết người dân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly về gia đình, thôn bản cách ly về thôn bản, xã cách ly về xã, huyện cách ly về huyện, tỉnh cách ly về tỉnh. Phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Cuộc chiến chống dịch COVID-19 đang bước vào giai đoạn cấp bách, quyết liệt. Vì vậy, mỗi người dân cần chủ động thực hiện nghiêm túc, chấp hành các biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin thị trường tiêu dùng đáng chú ý. Ngày 13 tháng 4 là kỳ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ được quyết định bởi Liên Bộ Công Thương Tài chính. Do dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng và giá dầu thô trên thế giới gần đây giảm sâu, nên giá xăng dầu trong nước có thể sẽ tiếp tục được điều chỉnh giảm. Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore 15 ngày qua giảm tương đối mạnh so với kỳ tính giá ngày 29 tháng 3. Giá xăng RON 92 và xăng RON 95 giảm lần lượt là 16% và 18% so với kỳ trước. Theo số liệu mới nhất của Bộ Công Thương, COVID-19 tác động lớn đến tình hình kinh doanh của hệ thống siêu thị lớn. Hoạt động kinh doanh 2 tháng đầu năm của các doanh nghiệp đều sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019 và dự kiến sẽ còn tiếp tục giảm. Doanh thu tháng 2 của Lotte giảm 50% so với tháng 1 và giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm 2019. Đối với Aeon Việt Nam, doanh thu tháng 1 năm 2020 giảm 2%, tháng 2 giảm 6% so với kế hoạch đề ra. Sài Gòn Co-op giảm mạnh doanh thu bán lẻ trong 2 tháng đầu năm khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước và có thể sụt giảm 1.000 tỷ đồng nếu dịch được kiểm soát trong quý 2 và giảm 2.000 tỷ đồng nếu dịch tiếp tục kéo dài. Giá cả thị trường 2 ngày cuối tuần ghi nhận, lợn hơi tại miền Bắc và miền Nam vẫn ở quanh mức 80.000 đồng một kg, cao hơn 10.000 đồng so với giá niêm yết của nhiều doanh nghiệp lớn đang cam kết bình ổn giá. Giữa lúc dịch Covid tiếp diễn và giá thịt lợn vẫn cao ở ngoài chợ dân sinh, một vài hệ thống siêu thị đã triển khai khuyến mãi thịt lợn từ 3 đến 15%, cao nhất lên tới 25%, đưa giá mặt hàng này về mức từ 130.000 đến 170.000 đồng một kg tùy loại để kích cầu mua sắm. Mỹ đã trở thành quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới sau khoảng 4 ngày có số bệnh nhân thiệt mạng, dao động 2.000 người một ngày. Tất cả 50 tiểu bang của Mỹ hiện đang tuyên bố thảm họa lớn về số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 tại quốc gia này đã lên tới hơn 20.500 ca. Nhà Trắng cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ tất cả các bang đều phải chịu tuyên bố thảm họa cùng một lúc. Bang New York là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 1/3 số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại bang này.
Thống đốc Andrew Cuomo cho biết, Mỹ đã chứng kiến số người tử vong trong 5 ngày liên tiếp là hơn 700 ca. Các chuyên gia cho rằng sau khi tiến tới đỉnh, dịch COVID-19 ở Mỹ sẽ đi ngang trong một thời gian, trước khi đi xuống về số ca nhiễm và tử vong trong mỗi ngày. Thế giới tiếp tục có thêm một ngày chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp của COVID-19, khi số ca nhiễm bệnh và số người tử vong vì dịch bệnh tiếp tục tăng mạnh. Theo thống kê, thế giới đã ghi nhận hơn 1,78 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 108.000 người tử vong. Dịch bệnh đã và đang ảnh hưởng đến 211 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong một lần xuất hiện hiếm hoi trên truyền hình tối qua, nữ hoàng Elizabeth II đã gửi tới người dân nước Anh lời động viên vượt qua đại dịch COVID-19 nhân dịp lễ Phục sinh. Lời chúc của nữ hoàng được gửi đến qua một video ngắn gọn với một ngọn nến được thắp sáng. Theo lời của nữ hoàng cho rằng, ánh sáng là để vượt qua bóng tối và những dịp như vậy thường đi kèm với ánh sáng của nến, và rằng ngọn lửa của lễ Phục sinh hy vọng sẽ dẫn đường cho chúng ta hướng tới tương lai. Nữ hoàng Elizabeth cho biết, năm nay lễ Phục sinh sẽ khác với nhiều người trong chúng ta, nhưng bằng cách cách ly, chúng ta giữ an toàn cho những người khác. Số tử vong COVID-19 của Anh đã hơn 9.800 người sau khi các quan chức y tế báo cáo thêm 917 trường hợp tử vong tại bệnh viện trong 24 giờ qua. Hơn 78.000 người ở Anh đã nhiễm COVID-19, trong đó có Thủ tướng Boris Johnson, người đang trong giai đoạn đầu phục hồi tại bệnh viện sau khi trải qua 3 ngày nằm tại phòng điều trị tích cực. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên ngày 12 tháng 4. Nội dung được bàn luận là về nỗ lực phòng chống dịch COVID-19, ngân sách và một số vấn đề về cơ cấu tổ chức. KCNA nêu rằng đại dịch COVID-19 không thể giải quyết trong thời gian ngắn và có thể gây ra một số trở ngại cho Triều Tiên. Tuy nhiên, các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt từ ban đầu đã giúp duy trì tình trạng rất ổn định. Đến nay, Triều Tiên chưa ghi nhận ca bệnh nào, dù các nước xung quanh như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga đều chịu thiệt hại nặng. Trong cuộc họp ngày 12 tháng 4, giới lãnh đạo kêu gọi cần cương quyết áp dụng các biện pháp đối phó nghiêm ngặt trên toàn quốc, kiểm tra toàn diện mọi đường xâm nhập của virus trong bối cảnh đại dịch đang lây lan mạnh ra toàn cầu. Trong những ngày qua, số ca nhiễm COVID-19 tại Nhật Bản tăng đột biến, khiến giới chức nước này lo ngại một làn sóng thứ hai của dịch bệnh COVID-19 sẽ bùng phát tại nước này. Sau một thời gian chững lại, Nhật Bản bất ngờ ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng cao trở lại. Tâm điểm của đợt dịch này là thủ đô Tokyo với số ca nhiễm mới tăng cao kỷ lục trong ngày thứ tư liên tiếp. Các ổ dịch được phát hiện tại các bệnh viện trong các quận. Các quan chức tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Y tế thành phố Kobe cho biết họ đã xác nhận 13 trường hợp nhiễm virus mới vào ngày hôm qua. Họ cho biết con số này bao gồm bệnh nhân và nhân viên y tế. Đây cũng là cơ sở điều trị cho hơn 50 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Các quan chức bệnh viện đã quyết định không nhận bệnh nhân nhiễm virus corona trừ khi họ xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng. Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành văn bản số 1072 về đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị COVID-19. Trong mục 60 giây cập nhật ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung này. Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện như sau. Phối hợp với Sở Y tế kịp thời hướng dẫn việc tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi có cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn bị cách ly y tế hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, cách ly, điều trị các trường hợp mắc, nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus SARS-CoV-2. Trường hợp các cơ sở khám chữa bệnh nêu trên là bệnh viện tuyến trung ương hoặc tuyến tỉnh, người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở đó được lựa chọn khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tương đương hoặc cơ sở khám chữa bệnh tuyến thấp hơn tuyến đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trên cùng địa bàn tỉnh và được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí như khám chữa bệnh đúng tuyến. Người bệnh bảo hiểm y tế đang trong thời gian cách ly tại các cơ sở y tế nêu trên
mà mắc các bệnh khác phải khám và điều trị hoặc đang điều trị bệnh khác mà bị áp dụng biện pháp cách ly y tế do cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế, được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo hướng dẫn tại công văn số 505 ngày 6 tháng 2 năm 2020 kể từ ngày cơ sở khám chữa bệnh có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc cách ly y tế hoặc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, cách ly, điều trị các trường hợp mắc, nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus SARS-CoV-2. Đề nghị cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bị cách ly y tế hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, cách ly, điều trị các trường hợp mắc, nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus SARS-CoV-2, cập nhật dữ liệu chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế ngay sau khi người bệnh xuất viện theo đúng các quy định hiện hành để phục vụ công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 4. Khu vực vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hàng, Lâm Bình, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực vùng núi phía Nam gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực thành phố Tuyên Quang gồm 15 xã phường, nhiều mây, đêm có mưa rào và có lúc có dông. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%.